Thật ra thì em chỉ biết xanh bét, còn nấu nướng thì dở, hát thì tệ, làm sao có đâu có ai và xem đâu. Thì đó cũng là thế mạnh của em mọi người xem và đăng ký kênh em để mà có động lực để mà bước tiếp nha mọi người.